tin nóng bóng đá Việt Nam ngày 1 tháng 7 trên kênh YouTube Báo Bóng Đá. Mở đầu sẽ là tin tức mới nhất về kết quả trận bán kết U16 Đông Nam Á 2024 giữa U16 Việt Nam và U16 Thái Lan. Dù có bàn thắng dẫn trước nhưng U16 Việt Nam vẫn để U16 Thái Lan ngược dòng đánh bại với tỷ số 1-2, qua đó lỡ hẹn với tấm vé vào chung kết giải U16 Đông Nam Á 2024. U16 Việt Nam được dự báo có trận đấu đầy khó khăn khi chạm trán U16 Thái Lan ở bán kết giải U16 Đông Nam Á 2024. Thực tế, những diễn biến diễn ra trên sân trong hiệp 1 đã chứng minh nhận định trên là hoàn toàn đúng. Thái Lan với dàn cầu thủ trẻ chất lượng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đội quân của huấn luyện viên Trần Minh Chiến. U16 Thái Lan là đội nhập cuộc tốt hơn, họ chủ động kiểm soát bóng và tạo ra sức ép liên tục lên khung thành của U16 Việt Nam. Ngay ở phút thứ 8, lưới cầu thủ môn Thăng Long thiếu chút nữa đã rung lên sau cú đánh đầu cận thành của tiền đạo bên phía Thái Lan. May mắn thủ môn của U16 Việt Nam đã kịp bay người cản phá cứu bàn thua trông thấy. Phút 16, Hồng Quang tiếp tục lấy lưng chặn đứng cú sút cận thành của Fari. Với kỹ thuật cá nhân điêu luyện và tư duy chiến thuật khá đồng đều, U16 Thái Lan dễ dàng triển khai thế trận theo ý muốn. Dàn voi chiến trẻ tự tin cầm bóng phối hợp, tạo ra những khoảng trống để tìm đường vào khung thành của U16 Việt Nam. Cần phải khẳng định rằng U16 Việt Nam đã gặp may khi không để thủng lưới trong hiệp 1. Ngoài những tình huống vừa nhắc, U16 Thái Lan có thêm khoảng 2-3 cơ hội ngon ăn khác nhưng không thể tận dụng được. Việc bị đối thủ dồn ép khiến U16 Việt Nam lùi sâu về phần sân nhà, thỉnh thoảng mới tung ra những tình huống lên bóng phản công đơn lẻ. Hai cơ hội đáng chú ý nhất của U16 Việt Nam trong hiệp 1 đều có dấu giày của tiền đạo trẻ Nguyễn Văn Bách. Đầu tiên là pha bóng cầu thủ của PVF chọc khe cho Việt Long thoát xuống đối mặt với thủ môn U16 Thái Lan. Tuy nhiên Việt Long lại rơi vào thế việt vị. Tình huống thứ hai là pha bóng Văn Bách qua hai hậu vệ Thái Lan truyền vào trong vòng cấm nhưng Hồng Phong lại dứt điểm không thành công. Ngay đầu hiệp 2, U16 Việt Nam bất ngờ có lợi thế. Phút 52, từ tình huống đá phạt góc, Hồng Quang bị hậu vệ của Thái Lan truy cản trong vòng cấm. Sau khi thăm khảo VAR, trọng tài xác định hậu vệ của U16 Thái Lan đã phạm lỗi với Hồng Quang và quyết định cho U16 Việt Nam được hưởng quả penalty. Trên chấm 11m, Hồng Phong dứt điểm thành công mở tỷ số 1-0 cho U16 Việt Nam. Sau bàn mở tỷ số, tinh thần của U16 Việt Nam khá hưng phấn. Dẫu vậy, niềm vui của đội quân dưới quyền huấn viên Trần Minh Chiến không được duy trì lâu. Phút 60, U16 Việt Nam để U16 Thái Lan quân bình tỷ số 1-1 sau tình huống dứt điểm bằng đầu cực dũng mãnh của Phong Thông. Sau bàn thắng này, cầu thủ Thái Lan phải rời sân bằng cáng và nhập viện cấp cứu khẩn cấp. Ở những phút sau đó, trận đấu trở nên hấp dẫn. Hai đội chơi đôi công liên tục. Phút 80, Duy đang bỏ lỡ cơ hội khi bàn nâng tỷ số lên 2-1 sau cú dứt điểm bằng đầu đi vào sáng ngang. Không thể giải quyết trận đấu, U16 Việt Nam đã phải trả giá. Phút 90+2, nhận đường truyền của đồng đội, Chan Wat dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-1 cho U16 Thái Lan. Trong những phút bù giờ, U16 Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng bất thành. Đành ngậm ngùi nhìn đối thủ vào chơi trận chung kết U16 Đông Nam Á 2024. Và sau đây sẽ là những phát biểu của huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh về sự chuẩn bị của U19 Việt Nam cho vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2024. Ông có thể cho biết về sự chuẩn bị của ban huấn luyện U19 Việt Nam và đây đã là những con người tốt nhất của lứa U19 chưa? Thì đến giờ phút này thì đã U19 đã tập hợp được gần như là đầy đủ các cầu thủ tốt nhất vì giải vô địch cũng như là các giải đấu cũng đã dừng, thì đây là gần như là danh sách tốt nhất của U19 tập trung đợt 2 trong năm nay. Thì có cái gương mặt nào mà có sự vắng mặt đáng tiếc nào mà ông thấy tiếc không? Hiện tại giờ thì cũng có một trường hợp là em Lê Nguyên Hoàng đang chấn thương, cũng chưa chắc quay lại. Chúng tôi sẽ trong thời gian tập trung hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ kiểm tra kỹ cho việc của em Lê Nguyên Hoàng. Đấy là một cái cầu thủ cũng là hàng chủ chốt của hàng phòng ngự của chúng tôi U19 năm nay. Về cầu thủ Hồ Hữu Hưng của câu lạc bộ Bohemian Praha thì ban huấn luyện đã xem băng hình chưa hay là chỉ mới có đánh giá sơ bộ thôi? Chúng tôi cũng đã có những video clip những cái của em ấy gửi và chúng tôi cũng xem, thì chúng tôi cũng thấy là về chất lượng của em cũng tương đối là tốt. Giờ chúng tôi chờ để mà các em về để hòa nhập xem thế nào, để có hòa nhập được hay không trong khoảng thời gian ngắn để mà chuẩn bị giải, thì không biết là hy vọng là em cũng thích nghi được và hòa nhập tốt hơn, để nếu không giải đấu không kịp thì cũng về tương lai giải đấu gần nữa là ở giải đấu châu Á, hy vọng là em sẽ có sự hòa nhập tốt. Đánh giá này thế nào về các đối thủ của mình, các đấu trong
Thì nếu mà mình nhìn thấy bản đấu của mình thì đấy là một cái như bản đấu là tương đối là nặng ký, đội tuyển U19 Úc năm 2020 là đưa kim vô địch, nhưng mà 2022 thì lại không tham gia, thì năm nay lại quay lại, thì đấy là một ứng cử viên. Và U19 Lào cũng là một ẩn số, và tôi nghĩ rằng cũng năm 2022 là U19 Lào là đang đứng vị trí Á quân, để làm cái là bảng đấu chúng ta là có thể là khắc nghiệt, nhưng mà tôi nghĩ rằng U19 Việt Nam sẽ xứng đáng hơn trong các đội bóng trong bảng. Ở một diễn biến khác, câu lạc bộ bóng đá Hà Nội công bố đã gia hạn hợp đồng với cầu thủ Phạm Tuấn Hải thêm 3 mùa giải. Theo đó, tiền vệ sinh năm 1998 sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng thủ đô ít nhất đến hết mùa giải 2026-2027. Mặc dù vậy, Tuấn Hải vẫn bày tỏ nguyện vọng: "Tôi vẫn muốn được ra nước ngoài thi đấu để biết bản thân mình đang ở đâu, để khi nhìn lại sự nghiệp không có gì phải nuối tiếc. Tôi nghĩ rằng mình phù hợp với bóng đá Nhật Bản." Trước mong muốn của Tuấn Hải, giám đốc điều hành câu lạc bộ Hà Nội Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, đội bóng sẽ hỗ trợ, định hướng và tìm kiếm câu lạc bộ khi Tuấn Hải muốn xuất ngoại. Câu lạc bộ Hà Nội đã làm việc với phía Liên đoàn bóng đá Nhật Bản và một số đối tác. Trong trường hợp không thành công ở nước ngoài, Phạm Tuấn Hải sẽ quay trở lại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội để tiếp tục cống hiến hoặc chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo, ông Tuấn nói thêm. Sau khi giành chiến thắng trước chủ nhà Thể Công Viettel tại vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2023-2024, Sông Lam Nghệ An chính thức trụ hạng ngoạn mục. Với thành tích đó, thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn nhận được thưởng lớn từ tỉnh Nghệ An và các nhà tài trợ. Trước khi bước đến vòng 26 V-League, Sông Lam Nghệ An là một trong ba đội bóng có cơ hội thấp nhất để thoát khỏi vé play-off, bởi hai đội xếp trên là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Hoàng Anh Gia Lai đều hơn câu lạc bộ xứ Nghệ 2 điểm và được thi đấu trên sân nhà. Trong khi đó, ở vòng đấu cuối cùng, đội bóng của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn phải đối đầu với chủ nhà Viettel đang cần điểm để giữ vị trí top 4 sau khi mùa giải kết thúc. Tuy nhiên, bằng tinh thần thi đấu kiên cường, Sông Lam Nghệ An đã có cuộc đào thoát ngoạn mục để chính thức ở lại V-League 2024-2025. Sau khi đạt được thành tích như mong đợi đó, thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn nhận được sự tặng thưởng khích lệ kịp thời từ lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo câu lạc bộ và các nhà tài trợ. Cụ thể, ngoài phần thưởng của lãnh đạo câu lạc bộ với sự vận động kêu gọi của tỉnh Nghệ An, đội một Sông Lam Nghệ An còn được nhận thưởng thêm 1 tỷ đồng. Phần thưởng lớn này là nguồn động viên, cổ vũ kịp thời cho toàn đội, tạo động lực để Sông Lam Nghệ An phấn đấu đạt được thành tích cao hơn nữa ở các mùa giải tiếp theo. Và đây cũng là thông tin cuối cùng có trong bản tin bóng đá Việt Nam ngày 1 tháng 7. Nếu các bạn thấy hay, hãy cùng like, share, subscribe kênh YouTube Báo Bóng Đá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.